Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 13 tháng 9, Cơ quan Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Dự và tham gia quyên góp có các đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Những ngày qua, cơn bão số 3 Iagi đã đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc và gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản tại các tỉnh, thành phố mà cơn bão đi qua và hoàn lưu bão gây ra, đã khiến nhiều tỉnh, thành phố có mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, tiếp tục gây nhiều thiệt hại về người và của ở nhiều địa phương. Phát huy truyền thống đoàn kết và đạo lý, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại buổi quyên góp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 Iagi với mức ủng hộ ít nhất một ngày lương. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo huyện và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện chung tay góp sức cùng đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.